Con có một thắc mắc về cách trang trí một bàn thờ tại nhà sao cho đúng với Phật Pháp nhất. Con thấy có người chỉ thờ một tượng Quán Thế Âm, có người thờ Phật Thích Ca hoặc Di Đà, lại có người thờ rất nhiều tượng Phật. Xin Thầy hoan hỷ chỉ cho chúng con. Thưa đại chúng, cái tinh thần của người Phật tử là chúng ta có một bàn thờ Phật ở nhà, chúng ta gọi là thờ Phật, nhưng không bắt buộc phải nhiều tượng. Bởi vì nếu mà nói nhiều thờ nhiêu cho đủ, một tượng thôi cũng đã đủ, vì một là tượng trưng cho tất cả. Còn nếu quý vị muốn thêm thì phải nhớ cái gì, cái kích thước của cái bàn thờ. Thí dụ cái bàn thờ vừa để ba tượng coi được, để chật quá, để đông quá ngồi chật. Trời đất ơi, ngồi đi ăn tiệc mà đụng tay còn ăn không được mà, huống chi các Phật toàn bắt ấn không. Một Phật thôi cũng được. Còn nếu muốn là phải căn cứ vào cái bàn thờ, cốt là cho trang nghiêm. Thờ là phải trang nghiêm. Cũng giống như mình nói, để tôi đi ra đường, hễ trước khi ra đường thì phải ăn mặc sao cho nó phải mốt, phải không? Chứ còn không thì không được. Cũng như vậy, bàn Phật không nhất thiết phải nhiều tượng, một tượng cũng đủ. Còn nếu ba tượng thì phải sắp xếp làm sao cho nó đàng hoàng. Nhưng mà dù trong ba tượng hay nhiều tượng cũng một lư hương thôi. Hai cây đèn hai bên, bên này dĩa trái cây, bên này một bình hoa, có nữa thì hai chung nước, chứ không cần mỗi Phật mỗi chung, không cần mỗi Phật mỗi lư hương. Còn nếu mà thờ nhiều quá, không lẽ mỗi lần niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quan Âm Bồ Tát, cuối cùng niệm Nam Mô Lũ Khủ Phật. Lũ Khủ, Lũ Khủ là Nam Mô tùm lum đó. Cho nên quý vị cứ thờ sao cho trang nghiêm. Thậm chí có những nơi không có phương tiện lập bàn thờ, một hình của Đức Phật treo trong phòng khách để hàng ngày chiêm ngưỡng đã đủ, chứ không nhất thiết phải có bàn thờ Phật. Nếu chúng ta ở một hoàn cảnh không có khả năng dựng lập một cái bàn thờ, một bức hình cũng đã đủ. Mà cái quan trọng là học thờ Phật để học hạnh của Phật. Học hạnh của Phật là quan trọng. Con có một miếng đất, con cho những người bạn con đi hanh tình. Hành tinh là đi săn bắn á. Vậy con có tội không? Trời đất ơi, con có một giờ đồng hồ mà sao nhiều người quá. Thưa đại chúng, là mình có miếng đất, ở trong đó có những con thú, thì mình cũng không nên để cho người ta vào đó, người ta sát sinh. Lấy cái sự giết chóc làm cái thú vui thì không nên. Săn bắn cũng là một thú vui mà, một cái thú, thích thú của người ta. Mà thích thú gì khi mà lấy cái sinh mạng đau đớn của một loài khác để làm cái niềm vui của mình. Bây giờ mình ví dụ một người nào đó đi ngang mình, tán mình bạc tai, hỏi sao chị ta bán tôi, tán đỡ buồn. Chịu không? Đâu chịu. Xin lỗi đại chúng à, đất của mình, nhà của mình mà người ta lỡ đậu xe có một chút thôi mà mình còn la sùm lên, huống chi mà cả miếng đất của mình mà cho người ta đi vào giải trí. Thì nếu mà mình làm như vậy, một đời kiếp nào mình cũng mắc một cái nghiệp. Gia đình của mình đang ở đó, người ta cũng có thể vô sát phạt mình. Nhiều khi á, có một người nó đem súng vô nó bắn cả cái trường học, đâu phải là nó ghét hết những người trong lớp, trong trường đó đâu. Có thể có một người nào đó nó không ưa, nhưng mà giờ lỡ bắn rồi nó làm luôn. Lỡ thà là nó giết lầm chứ nó không tha lầm, phải không? Cho nên cũng như vậy, săn bắn cũng là một cái thú vui. Thôi đừng có dùng cái đau khổ của người khác. Thưa đại chúng, có một người đó câu cá, câu xong rồi không ăn, thả. Thì người khác mới khuyên, nói tại sao làm vậy. Nói dạ con đâu có ăn đâu mà có tội, con câu cho vui thôi.
thì cái người khác lấy cái cây kim nó chích vô cái miệng của cái ông đó một cái. Nó đau quá làm gì vậy? Dạ chích cho vui thôi. Có cái ông đó đó, ông làm cái điều đó đối với người ta, thì cái vị hòa thượng ra can, nói đạo hữu ơi, đạo hữu đừng có làm như vậy, nhân quả. Ông nói tôi không tin nhân quả. Vừa dứt lời hòa thượng tán một cái bóp. Ông thì cái thói cái react, cái phản xạ tự nhiên mà tán cái bóp, ông tán hòa thượng là cái bóp. Ông nói đạo hữu thấy nhân quả chưa? Ông này hiểu liền. Một em 12 tuổi hỏi: Where do we go when we die? If we are a good person, I am sorry, I'm not die yet. So I don't know what to tell you. I appreciate your question. And this is a big question for all of us. We all wonder where we go after we die. So if you already informed, if you already informed that you are a good person, then don't worry, you will be arrived to the good place. Same thing, if you are well, you never go to hospital. Is that a simple question? Con đừng có lo, con làm người tốt thì con sẽ đi về chỗ tốt thôi. Giống như con không bệnh, ai gửi con vô bệnh viện làm chi? Thưa thầy, khi ăn chay mình có được uống sữa không? Được không? Này kể chuyện vui nha. Có một cái người đó, họ cũng không ăn chay bao nhiêu. Cái bữa nọ mình gặp cái mình nói: Anh ơi anh có ăn trứng gà không anh? Cái ông kia nói: Trời ơi, ba mẹ nó tao còn ăn chứ đừng nói nó. Quý vị hiểu câu trả lời không? Anh có ăn trứng gà không anh? Ba mẹ nó tao còn ăn chứ đừng nói nó. Nghĩa là gà trống, gà mái gì ăn hết á. Nói như vậy có được đại chúng đừng có về nói thầy Pháp Hòa nói ba má nó tao còn ăn. Thưa đại chúng á, trước hết mình phải hiểu chữ ăn chay. Chữ ăn chay là mình nói trại đó, nói đúng là ăn trai, T-R. Nghĩa là chúng ta lựa những món ăn trong sạch, tinh khiết chúng ta ăn. Ví dụ như chúng ta không lấy máu thịt của một loài khác để nuôi sinh mạng cho mình, để thể hiện lòng thương đối với các loài khác. Vì vậy cho nên mình ăn chay hay là ăn chay á, nghĩa là mình ăn những cái gì mà đừng có máu thịt của chúng sanh khác để nuôi một cái sinh mạng của mình. Lấy mạng người khác nuôi mạng mình thì thiếu lẽ công bằng. Vì vậy cho nên mình tập ăn chay. Còn cái chuyện mà mình ăn bơ, sữa, phô mai, vân vân, những cái đó chỉ là những cái chất chế tác từ sữa lấy từ con vật, chứ con vật không có chết. Rồi chúng ta có thể nuôi dưỡng, nhưng mà thật sự mà nói chứ ai ở xứ này ai dám ăn nhiều đâu. Ai cũng sợ sổ sữa hết. Con xin được biết lịch trình giảng ngày CT State, có thể check trên internet in advance. I would like to be there when thầy đến. Thank you. Thưa đại chúng, quý vị muốn biết Pháp Hòa đi đâu thì quý vị có thể lên trên website của chùa hay là Facebook để biết được những chương trình Pháp Hòa sắp đi. Thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật tuần tới ở Florida. Con xin có câu hỏi. Con có người bạn đổ vỡ hôn nhân nên bây giờ tự ti mặc cảm, có ai nói gì giúp gì cũng nghĩ thành ý xấu. Bản thân con cũng tạo nhiều điều kiện hết lòng giúp nhưng cũng không sao lay chuyển được. Xin thầy con ý kiến để giúp, mặc dù người này cũng thường xuyên
và là con Phật. Thưa đại chúng, mình làm con Phật cũng không có nghĩa là mình được hạnh phúc. Thật sự mỗi người chúng ta ngồi đây, ai cũng có cái biệt nghiệp của chính mình. Và khi cái nghiệp nó đến, đôi khi chúng ta không thông nữa, mà chính cái nghiệp này nó làm một cái bức tường cản trở cho mọi sự khai thông khác. Thôi thì bây giờ mình có lòng khai thị. Khai là mở, thị là chỉ. Khai thị là mình thường xuyên khai mở tâm tư cho ai đó. Khai thị không nhất thiết phải đợi chết mới tới khai thị. Chắc gì lúc chết mà hiểu hết tất cả những gì mình khai thị. Tâm tư bấn loạn, cho nên ngay đời sống này chúng ta thường khai thị cho nhau. Bây giờ người Phật tử này, người bạn này được chúng ta luôn luôn khai thị, nhưng người này chưa thông. Độ sanh thì cần phải ẩn nhẫn. Chỉ có ẩn nại, nhẫn nại mới đủ thời gian để giúp một người dày. Pháp Hòa ví dụ, một vị thiền sư nói như thế này: độ sanh như ấp trứng. Quý vị hiểu câu đó không? Mình ấp một cái trứng cần phải có thời gian cho nó nở. Một con người mình muốn độ, chúng sanh có nhiều tầng bậc khác nhau. Có những người thượng căn, có những người trung căn, có những người hạ căn. Thì có những người chúng ta rất là lâu để có thể chuyển hóa được. Bây giờ cái trường hợp này là cần sự nhẫn nại và cho người đó thời gian để người đó từ từ tiếp nhận chuyển hóa. Đừng có hấp tấp, đừng có hấp tấp, tại vì những người này đau khổ lắm. Người như vậy đâu phải là không đau khổ đâu. Người ta có những cái nỗi niềm bên trong. Có thể là người ta quá thương, cho nên người ta mới ôm một cái nỗi hiềm hận như vậy. Cho nên á, thương càng nhiều, đôi lúc hận thù cũng càng lớn, chứ chưa chắc là đã. Cho nên thương sơ sơ, chia tay buồn chút chút. Thương nhiều cho nên yêu là hận, yêu nhiều nó hận nhiều, phải không? Cho nên mình thông cảm cho người này, chờ thời gian và sự nhẫn nại của mình. Biết đâu chừng một ngày nào đó người này sẽ chuyển hóa thôi.